Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên, Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả các cô chú anh chị có được nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, bên người thân nha. Mở đầu miếng trầu là đầu câu chuyện. Hôm nay Trần Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả các cô chú một mẫu phim hay, một cuốn truyện buồn, một tình lẻ đêm buồn anh chị nha. Đây là con Toyota Camry, không có chiếc thứ hai cho anh chị chọn luôn. Những mẫu xe Trần Anh đi lựa về đảm bảo với anh chị rằng chỉ có 102, từ nội thất đến đồng sơn. Camry sản xuất năm 1990, hàng nhập Nhật nguyên con, bản số 49E05254, gốc 49 Đà Lạt. Những anh chị nào vô hội Camry trên Đà Lạt, anh chị sợt bản số ra, anh chị sẽ biết xe này qua nhé. Đây là những tay chơi Camry miệt vườn anh chị ạ. Đẹp ken sao ben, đời 1990. Anh chị coi từ cái mâm rin nguyên bản theo xe luôn, 4 vỏ, 5 vỏ mới 90%. Vỏ Sico mới 90% luôn nha. Đây anh hết nhu cầu sử dụng, anh bán lại cho Trần Anh thì Trần Anh mua thôi. Đẹp là mua anh chị nha. Sơn si bận xe nó một cái áo màu trắng ngọc trinh, xen kẽ nè, xen kẽ nè. Về trước là anh chị coi nè, dán toàn bộ carbon, xe không một dấu hiệu là trời chùa. Biểu tượng Toyota Camry, dòng xe Camry, dòng xe quá đẳng cấp luôn anh chị ạ. À, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn thủy tinh nguyên bản theo xe nè, không có dấu hiệu là thay thế anh chị nha. Rin lắm, nói về độ rin em này đẹp xuất sắc trong cuộc đời luôn. Trải nghiệm cùng Trần Anh đồng sơn thân vỏ, đắm chìm vào cơn mơ huyền thoại của China Cup anh chị nha. Anh chị mâm nè, anh chị thấy quả mâm rin không? Những anh chị nào chơi Camry thì anh chị tự cảm nhận cho Trần Anh nhé. Đây là những con tán lục giác nè anh chị nè. Đó, mâm rin với có tán này thôi nha, với có mâm này thôi nha. 4 vỏ nè, mới 90%, chủ nhà vừa thay gầm bệ nè. Gốc 49 Đà Lạt luôn nha. Lắng nghe chiều xuống, thành phố mộng mơ, Đà Lạt tím chiều hoàng hôn xóa mờ. Tuyệt vời chưa? Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn bà con ạ. À, sơn si không một dấu hiệu là chạy chùa. Ốp body chạy hai bên dọc là từ trên xuống dưới nè. Bốn cánh cửa không một dấu tích là lỗi lầm nha anh chị nha. Trên đây là hai bên phần thân trụ dán toàn bộ carbon hết rồi, tạo cho em nó có một cái điểm nhấn rất là mượt mà trong cuộc sống luôn. Xíu nữa cho anh mở phần nội thất ra cho bà con coi. Xe này trang bị full option đồ chơi, không thiếu một con gì hết. Màn hình cam dê, cam hành trình, loa súp, các kiểu, bốn cánh cửa dán phim cách nhiệt, tựa như cánh bèo trôi anh chị nha. Một mẫu xe Toyota kính nè, đời 90 mà không có dấu hiệu là thay kính là bà con biết rồi. Đẹp chưa? LN nè, Untech Toyota nè, rin chưa? Từ phần tay nắm nè, ốp inox hết toàn bộ anh chị coi nè. 4 vỏ là mới 90% luôn. Mâm là mâm rin theo xe nhá, mâm rin theo xe nha anh chị nha. Anh chị nhìn những con tán lục giác nè, anh chị thấy không? Đẹp chưa? Từ những con tán không có dấu hiệu là thay thế một cái con vít nào luôn nhá. Đây là tán lục giác nè, đẹp len ken luôn. Con này là mâm R14 nha anh chị nha. Gầm bệ nè, gầm bệ mới lắm, mới tinh, không có dấu hiệu là mục mọt. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp nhá. Đam mê về mẫu này thì alo cho em. Toyota Camry, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn là nguyên bản theo xe nè, không có dấu hiệu là trầy xước luôn. Biểu tượng chữ Toyota Camry nè, bản số 49E05254, cản phía sau nè, chủ nhà dán toàn bộ carbon hết toàn diện nè. Phía sau nè anh chị nè, anh chị coi phần đuôi nè, kết hợp hai màu cho em nó. Phía sau là màu đen được dán carbon hết toàn bộ nha. Đó, anh chị nhìn trên nắp capo phía sau nè, tạo cho em nó một cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Đồng sơn không một vết trời, siêu đẹp, siêu chất, siêu cọp luôn. Hai cụm đèn mới len ken, mâm nè anh chị coi nè, 4 quả mâm nè, rim chưa? Đây là gầm bè anh chị nè, vỏ mới 90% nè. Đây là phần gầm nè, không một dấu hiệu là mục mọt đâu. Xe này nói chung là anh chủ nhà đầu tư khá là tốn tiền luôn. Từ phần topi nè, anh chị coi từ phần topi của xe nhé, đẹp thật đẹp luôn. Keo chỉ 4 cánh không mất phần nào, lóc khóa cho em an toàn, nguyên bản theo xe luôn. Ghế ở trong là ghế nỉ hết toàn bộ nè.
Đó là mẫu xe cọp mà bên Trần Anh Ô Tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con á. Phần tay gối nè, tay gối phía sau là nguyên bản nguyên rim nhá, học tùy tay đầy đủ trên con xe rồi, lấy về là chạy ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nhá. Đó, đam mê về mẫu này thì alo cho em. Ghế nỉ là thời gian nè, không có dấu hiệu mờ luôn, đẹp lắm, êm, rất là êm ái anh chị nha, êm ái vô cùng luôn. Ken xà beng chưa bà con? Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Đây anh chị nè, anh chị nhìn phần tắp bi cửa nè, rất là liền lạc. Bốn cánh cửa chỉnh điện, unlock cửa đầy đủ trên con xe nhá. Đồ mốt, điều khiển từ xa, khóa, mở lóc đầy đủ luôn anh chị ạ. Đẹp chưa? Từ những cái đinh bấm nhựa nè, còn nguyên rin nè. Khay học để đồ nè. Bệ gác chân nè. Đẹp len ken luôn anh chị ạ. Dây beo tự chạy luôn anh chị nhá. Anh chị coi cái phần vô lăng, anh chị hết hồn rồi, anh chị thấy vô lăng chưa? Vô lăng của con Camry đồng hồ nè, mới tinh từ phần tắp lô, tắp bi, sạch sẽ vô cùng. Đó, bà con coi kỹ nhá. Áo gối nè, chủ nhà kết hợp nè, lên cho nó em nó toàn bộ áo gối rồi. Ghế nguyên bản của em nó là ghế nỉ nè anh chị nè. Ghế nguyên bản là ghế nỉ theo xe, không có gì rách rưới nhá. Tay chỉnh hơi nè, chỉnh vai nè, đang hoạt động nè. Đó, chỉnh vai nè, còn đang hoạt động, chỉnh hơi nè, lên xuống nè, còn đang hoạt động hết nha bà con. Đó, bà con lấy về bà con chạy thôi. Dây beo nè, dây beo á, dây beo an toàn nè. Rin chưa? Rin nồi luôn anh chị ạ. Đây, Trần Anh test cho anh chị xem nhé. Đó, bà con coi nè. Để Trần Anh hạ kính bấm xuống rồi cho anh chỉnh cho bà con coi. Bốn cánh cửa chỉnh điện nhẹ nhàng lắm. Dây beo tự chạy. Đẹp chưa? Mở cửa ra nè. Vừng ơi, mở ra. Đóng lại đi em. Đó, ok chưa? Quá đỉnh, quá cọp luôn. Lấy về là chạy thôi, ngoài ra chả phải làm hay bất cứ một khoản gì nhá. Xe rất là tuyệt vời. Rất là manly luôn anh chị. Đồng hồ nè, anh chị coi cụm đồng hồ nè. Mới len ken luôn. Nhích nhẹ cái là nổ rồi. Mọi thứ chức năng báo cửa đang hoạt động đầy đủ trên con xe luôn. Nè, báo cửa nè. Đói, đóng cửa này, dây beo tự đóng lại rồi nha anh chị nha. Tự đóng, tự thắt này cho Trần Anh rồi. Trên đồng hồ không có dấu hiệu là lỗi lầm. Thu máy nè. Máy êm lắm. Chất dơ. Ngồi một chỗ mà đẹp lên 5.000 vòng. Từ phần tắp lô, tắp bi nè. Kết hợp cái này là để điện thoại nha anh chị nha. Cam hành trình nè. Cam hành trình có rồi nè. Màn hình nè. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe luôn. Đây anh chị nè. Kết hợp lên cho em đó màn hình rồi. Control nè. Control ga điện đang hoạt động nè. Ga điện anh chị nhé, anh chị đẹp lên 60, anh chị bấm vô control này thôi. Lập tức nó sẽ giữ ga cho bà con chạy luôn nhé. Nói chất xe riêng tắp lô tắp bi nè. Sạch sẽ vô cùng, do biểu tượng của Toyota Camry. Đây là những hội Toyota Camry đó anh chị. Anh chị nào mà chơi hội Toyota Camry đời cổ thì phải nói là quá chất rồi. Đây là cho con này người ta có trang bị là loa súp nè. Loa súp có rồi nha. Màn hình trên kính lái nè. Đầy đủ chức năng trên xe hết. Chả thiếu cái gì. Lấy về là chạy thôi. Đây là anh chị, để anh test cái phần màn hình trên kính lái này cho bà con coi đây nè. Hiển thị màn hình trên kính lái nè. Xe chủ nhà này đầy đủ đồ chơi rồi. Máy lạnh đang mở nè. Máy lạnh mát rượi luôn bà con. Lấy về là chạy thôi. Đây nè. Báo nè, báo. Báo thắng tay nè. Báo thắng tay đang hoạt động luôn, nó rin chưa. Đó, từ phần tay gối về nè, tắt nè. Báo nè. Nè. Tin nồi nhá. Đây là học để đồ nè. Những cái vân gai nè. Mới ken xà beng luôn. Anh chị xem nhá. Đây là phần quân số nè. Đây anh chị. Quân số mới chưa. Đó, quân gà số không có dấu hiệu chạy chù bao da. Nguyên bản theo con Camry luôn. Người ta đã full option đồ chơi trong chiếc xe rồi. Không thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Đến tay bà con mua về bà con chạy. Ngoài ra bà con không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nhá. Đây nè. Báo hiển thị đồng hồ trên gương lái nè. Đầy đủ chưa? Đây là anh chị. Báo hiển thị đồng hồ nè. Pin lắm đây nè. Anh chị chạy lên bao nhiêu nó sẽ báo trên đồng hồ này hết nhá. Đó, người ta đã full đồ chơi trên chiếc xe rồi. Báo trên kính lái nè. Đó, chạy bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu sẽ báo lên trên đây hết toàn bộ nha. Km đang hoạt động nha anh chị nhá. Control đang hoạt động nè. Đây nè.
đó, control guardian đang hoạt động nè, mọi thứ ưu tiên nè, màn hình nè, đồng hồ báo giờ nè, ok cho vô lăng mới tinh luôn, tắp lô anh chị coi nè, may giải da hết toàn bộ nè anh chị ạ. Đây là may giải da hết toàn bộ nha, đẹp chưa, đẹp len ken xà beng luôn, không có một dưới hiệu trời chùa luôn. Đây là từ phần tắp bi nè, may giải da hết toàn bộ nè, hộc để đồ nè, rin theo xe lắm, mới lắm, xe là mới 85% luôn nha bà con. Đây là từng cái khay của cái dàn lạnh nè, rin quá trời là rin, lấy về lại chạy thôi, chả phải làm gì đâu. Màn hình cam dê đầy đủ hết cho bà con rồi, bà con có bác mua về, bà con có bác chạy, màn hình cam dê nè, đó, full chưa, full hết toàn bộ chức năng trên chiếc xe rồi nhá. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, bốn cánh chính điện nè, từ phần tắp bi tắp lô nè, sạch sẽ chưa, sạch sẽ đến không ngờ luôn. Dây beo từ chạy, trần là trần da nguyên mẻ của xe nhá, đời 1990 là đời hàng nhập anh chị nhá. Chưa bao giờ Trần Anh cảm nhận được một chiếc xe mà nó đẹp đến như thế này luôn, nó đẹp quá sức cái trần này luôn. Trang bị nè, ghế mát xe nè, con này có cả ghế mát xe nè anh chị ạ. Ui giời ơi, nó đang rung lắc, cảm giác tuyệt vời, đang mát xe anh chị ạ, ghế mát xe rồi, nói chung người ta vô full đồ chơi trên chiếc xe này tương đối là khá nhiều, rất là nhiều những chiếc xe rồi nha, chả thiếu gì đâu. Loa súp, tất cả các kiểu âm thanh ánh sáng nhạc nhóm như vũ trường, lấy về là chạy, đẹp lắm. Xe rin anh chị ạ, đèn đóm, chỉnh đèn sáng tối nè, mọi thứ chức năng đang hoạt động nè. Đây anh chị nè, chỉnh đèn sáng tối, mọi thứ đang hoạt động, sông kiến nè, đang hoạt động hết toàn bộ, mở cửa là báo cửa nhé. Đó, chiếc xe bao sướng luôn, xe là không có điểm chê, đẹp lắm. Đó, bà con xem kỹ chi tiết nội thất cho Trần Anh nha. Trần Anh chỉ kết mỗi cái nội thất thôi, nội thất nó quá rin, nó quá đẹp luôn. Tắp bi, tắp lô sạch sẽ cho, bốn cánh cửa không dấu tích là lỗi lầm đâm va nhé. Được cả là bốn vỏ mới 90%, mâm đúc nguyên bản theo Toyota Camry luôn. Trải nghiệm cùng với Trần Anh vô phần phía bên trong nè. Đó, tổng quan là phần tắp lô trên con Camry nè, sạch sẽ vô cùng, máy lạnh đang mở luôn, mát lạnh trời xanh nhá. Từ phòng, từ phần học con ngựa đổ về nè, tay gối nè, đầy đủ những cái vân gai nè, rin chưa. Đó, hai bên phần thân trụ, từ phần tắp bi nè, bốn kính bấm anh chị nha, nỉ non nguyên bản theo xe nè, kèo cột phía sau nè, trên nè, tay nắm nè, rin cực kỳ, đèn đóm trên trần chả thiếu cái gì. Hai bên nè, đẹp như nhau nhá, hai bên phần thân trụ từ trên đổ về nè, len ken xà beng tắp bi nè. Cái kính cửa này Trần Anh vừa mới lấy về, cái nút này nó đang bị chạm nha, để cho anh chỉnh nha, hiện tại không đang không xuống được rồi đó, để cho anh chỉnh là cái kính này cho bà con thôi. Dán phi kính gì hết toàn bộ rồi, lấy về là chạy thôi, ngoài ra chả phải làm hay bất cứ một khoản gì đâu. Đồng sơn đẹp, nội thất siêu êm luôn, dây beo từ chạy, đóng vô dây beo từ chạy luôn, gạt lại nha bà con. Đó, phong dáng con Toyota Camry đó, đam mê đời 1990 này thì alo cho em. Màn hình cam dê, cam hành trình, không thiếu một cái gì, ghế mát xe, định vị gương lái trên kính lái luôn, đầy đủ cho bà con rồi. Hai cụm đèn phía sau rồi, đời 90 mà tìm được hai cụm đèn mà nó còn mới đến cỡ này hơi bị hiếm. Đèn báo ở bên hông rồi, còn nguyên bản luôn nè. Bốn quả mâm rin anh chị nha, đẹp cực kỳ. Kính Toyota không có dấu hiệu là thay thế nha anh chị nha. Đó, đồng sơn phong dáng của con Toyota Camry đó, đẹp lắm. Mở nắp capo lên anh, mâm nè, kết mỗi cái mâm, đây Trần Anh gọi là mâm đũa anh chị nha, mâm đũa nguyên bản theo xe đó, đời hàng nhập, rin phải có mâm này mới gọi là rin được, đăng kiểm tháng 11 năm 2020. Trang bị cho em nó là cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản theo xe đây. Đó, đầy đủ chức năng trên chiếc xe rồi. Máy móc nè, bà con xem phần máy nhá, control ga điện mà nó còn mới cỡ này nè. Đây là cục control ga điện nhá, cục control ga điện mà nó còn mới đến cỡ này nè, vẫn còn đang hoạt động được, máy nổ nè, máy nổ êm như xe đời mới, vô chống nóng. Con này máy 2 chấm anh chị nha, hàng nhập khẩu nè, biểu tượng của Toyota, đây là cổ xăng FI nè, đẹp chưa, không có dấu hiệu là dây điện câu lằng nhằng trên chiếc xe đâu nha bà con. Bô chống nóng là nguyên bản là hai bên nè, cảm biến gió nè, dầu Amaya đầy đủ những con xe nè. Trang bị trên nó một cặp bình khô nè,
hộp chỉ dẫn cầu chì bây giờ nó còn nguyên vẹn đến cỡ này là bạn không biết rồi. Đẹp tuyệt vời, hai bên phần thân trụ không có dưới đâm vai cứng đục, anh chị coi nhá, mẹt tem của Toyota nè, còn nguyên bản luôn. Đây là hội người chơi Toyota, người ta bán lại cho Trần Anh nhé. Hai bên sóng lường, không một dấu hiệu đâm va, không một dấu hiệu móp méo luôn. Xe siêu đẹp, máy đang hoạt động đây. Dầu trợ lực nguyên bản trên xe, hai bên phần thân trụ nè, mới lên kiên xà beng luôn. Đẹp chưa? Không một dấu tích đâm va cứng đụng nha bà con. Xem kỹ hai bên lường nè, máy nổ êm lắm, siêu êm, siêu chất, siêu ngọt. Thời điểm này nỉ kích nhiệt là anh chị coi nè, nỉ kích nhiệt trên nắp capo nè. Còn đẹp cỡ này là mạc tem nè, không một dấu tích là đâm ve đâu, lấy về là chạy thôi. Máy nổ êm ru, đây nè anh chị, không có dấu hiệu chỉnh nắp cam cò nha. Đây nè, không có một dấu tích hiệu là chỉnh nắp cam cò nha. Anh chị thấy không, đẹp cực, đẹp thật là đẹp, quá đẹp luôn. Xe chính chủ, ký nút cho bà con đầy đủ nha. Cổ ga FI, máy mới không? Máy êm lắm, êm ru, êm ru và yêu thương như vòng tay của mẹ hiền yêu dấu nhá. Chất lắm, siêu chất siêu cọp luôn bà con, lấy về là chạy thôi. Anh chị thấy cục máy không, đóng nắp lại ra, biểu tượng cản gió trước nè của Toyota, hai cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản đầu xe đây, mới tinh liền không, trên nắp capo anh chị coi nè, rất là liền, thẳng thớm đến không ngờ luôn. Trần Anh mở phần cốp sau cho anh chị coi vỏ nhé. 4 vỏ 90%, mâm đúc, mâm rin theo xe luôn. Sơn xi không có một dấu hiệu chảy trụi trên chiếc xe nha. Con này trang bị được kết hợp toàn bộ là ghế nỉ hết toàn diện rồi. Bà con có bác lấy về chạy. Côn ga số nè, mới tinh. Con này trang bị cổ lái cực cù luôn anh chị nè. Anh chị thấy cổ lái cực cù không? Mạc tem là trên cổ lái là nguyên bản luôn nè. Rinner là rin, mọi thứ chức năng rất là ok. Máy lạnh đang mở mà máy êm thế này, đẹp tuyệt vời. Xe này full đồ chơi hết rồi. Đó bà con cô bác lấy về chạy, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì đâu. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, là nàng Toyota Camry nhá. Len keng xà beng luôn. Cốp sau nè, anh chị coi những sóng gân ở phía sau cốp nè, không một dấu hiệu đâm vai cứng đụng nha. Đẹp tuyệt vời chưa. Hai bên nè, đây nè, nỉ non sau phía sau phần cốp nè. Bà con coi nó rin cỡ này nè. Đó, đèn, đèn nè, đèn báo ở trong còn nguyên bản luôn nè. Đẹp chưa, đầy đủ trên con xe hết rồi, chả thiếu một cái gì. Vỏ đồ xe cua nè, anh chị coi nè. Ủa tắt đi, cái gì vậy? Cốp nè, mới len keng luôn chị không? Đây nè, đó, phần phía sau cốp này, vỏ mới nha, vỏ xe cua mới 90% luôn nha anh chị nha. Mâm 14 đó, rin lắm, lấy về là chạy thôi bà con. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Đam mê về mẫu Toyota Camry này thì alo cho em. Đây Trần Anh quay luôn phần gầm á. Xa xa ở cuối chân trời có con chim nhỏ đứng ở phía sau xe. Chim nhỏ An Sơn. Anh chị coi đẹp chưa? Very good luôn. Xe này không chê một điểm nào luôn nha bà con. Nội thất tắp bi, tắp lô, ghế, mát xa đầy đủ cho bà con rồi. Xe nói chung người ta full đồ chơi hết rồi anh chị ạ. À, đây là mẫu xe gia đình đó, nó đẹp đến cỡ này là bà con biết rồi. Đẹp len keng luôn, báo cửa mở một phát là báo cửa đầy đủ luôn nè. Là anh chị coi nè, báo những tiếng chuông, báo những tiếng chuông mở cửa, rất là hay, nghe rất là ngọt ngào luôn. Xe chạy bao sướng, bao chạy đường dài cho bà con nha. Chạy 500m, 500 cây, nằm đường chạy xe luôn đây cho em. Đẹp lắm. Rin nồi, mua về là chạy, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa nha. Đồ mốt, lóc khóa, tự động từ xa luôn. Đẹp tuyệt vời. Biểu tượng của Toyota đây. Anh chị trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh nhé. Đây là phần gầm nè. Anh chị có cái gầm nè, anh chị thấy cái gầm Toyota Camry nó mới cái này không?
Đây nè, đây là phần gầm nè. Mở chưa? Không có dấu hiệu mục luôn. Đời 90 mà cái gầm nó được cỡ này là bà con biết rồi. Người ta đi xe người ta giữ như thế nào rồi nha. Hiếm khi đâu được mấy cái dòng xe Toyota này mà nó rin như vậy. Từ những cái đinh bấm nè, anh chị coi nè. Đây là từ những cái đinh bấm nè. Đinh bấm ở dưới phần xe rong không mất phần nào luôn. Đó bà con thấy chưa? Đẹp tuyệt vời. Đây là gầm nè. Quay kỹ trước gầm cho bà con coi nha. Gầm nè. Không có một dấu tích là mục mọt nha anh chị. Đó, chị mua về anh chị chạy thôi. Anh chị thấy cái gầm chưa? Cái gầm nó mới cỡ này nè. Mới len keng luôn. Ở đam mê về mẫu này thì alo cho em. Xe siêu chiến luôn. Hai cụm đèn sáng trưng. Đèn báo bảng số là nguyên rin nè. Sáng trưng luôn chị, hai bên nè. Rin chưa bà con thấy chưa? Đó là chất xe rin đó. Trần Anh chỉ bán những mẫu xe đẹp cho bà con cô bác thôi. Anh chị đam mê về mẫu nào thì alo cho em mẫu đó nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.